Lúc này thì Thanh Hóa mới đang là đội dẫn điểm. Bích Tuyền. Pha chớp thời cơ không có điểm của Như Quỳnh. Đường chuyền cho Bích Tuyền. Thanh Hóa chắn bóng tốt. Đây là Warisara, xử lý an toàn. Cơ hội cho Đoàn Thị Xuân. Điểm thứ 20 thuộc về xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Thanh Hóa đang chơi khá gắn kết. Ninh Bình đã phải gọi time out trong Hóa chơi rất hay với sự góp mặt của Kai Xiao Quyên, một người đồng hương của Liu Yan Han. Nhưng khi đó Ninh Bình đã dễ dàng vượt qua xi măng Long Sơn Thanh Hóa sau 3 set. Ở giai đoạn 2 này thì chúng ta thấy Ninh Bình là một trong những đội bóng có phong độ theo chiều hướng đi xuống. Thanh Hóa thì cũng không thể hiện được quá nhiều bởi giai đoạn 2 lịch thi đấu của họ là rất nhẹ. Hai đội bóng có phong độ cao nhất ở giai đoạn 2 đều là những câu lạc bộ đã xuất sắc giành quyền góp mặt ở trận chung kết. Đó là VTV Bình Điền Long An và Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Những đội bóng đã vượt qua những đối thủ mạnh, những đối thủ trực tiếp của mình để giành được những vị trí cao trên bảng xếp hạng và sau đó thắng ở loạt trận bán kết. Ngày mai vào lúc 20 giờ thì họ sẽ chạm trán với nhau trong trận đấu tranh chiếc cúp vô địch của giải vô địch quốc gia. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Miếng đánh chiến thuật của Ninh Bình đã bị bắt bài. Tình huống đánh lao len với pha kết thúc của Bích Tuyền. Ba tay chắn đã được dựng lên bên kia lưới và điểm block dành cho Liu Yan Han. Đưa bóng cho Bích Tuyền. Trọng tài xác định điểm thuộc về Ninh Bình. Bóng đã chạm cột anten rồi. Pha tấn công của Bích Tuyền sau khi bóng chạm chắn thì cũng đã bật vào cột anten. Giờ thì Bích Tuyền đang đối cầu với Đoàn Thị Xuân, một chuyên gia block. Pha chớp thời cơ rất nhanh của Đặng Thị Hồng. 20-22. Sau loạt hội ý vừa rồi thì Ninh Bình đã có được 2 điểm liên tiếp. Các vận động viên với lối chơi có thể nói là tương đối hiện đại, khi luôn yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu ở tốc độ cao, những đường chuyền tầm thấp và có tốc độ tốt để triển khai tấn công. Huấn luyện viên Bùi Sơn trước đây là trợ lý cho huấn luyện viên Phạm Văn Long ở đội 1 của Thông Tin. Thời trước nữa thì ông làm đội trẻ cho đội bóng Áo Lính. Sau khi chia tay với Thông Tin, huấn luyện viên Bùi Sơn năm nay đã ký hợp đồng với xi măng Long Sơn Thanh Hóa với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Và có thể thấy là Thanh Hóa năm nay cũng đang có một màn trình diễn rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia sinh năm 1975 này. Trước đó thì huấn luyện viên Bùi Sơn cũng từng có quãng thời gian được đề cử cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ. Nhưng khi đó thì huấn luyện viên Huy Sơn đã quyết định không nhận nhiệm vụ này. Trọng tài vừa bắt lỗi tấn công hàng sau của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tỷ số được san bằng 22 đều. Nếu như huấn luyện viên Bùi Sơn chưa có thời gian dẫn dắt đội tuyển thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng lại là một người có nhiều kinh nghiệm với đội tuyển quốc gia. Ông từng 5 lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào các năm 2007, 2009, 2010, 2015 và sau đó là các năm 2016, 2022 với 5 tấm huy chương bạc cùng 1 tấm huy chương đồng tại SEA Games. Như vậy là tổng cộng 6 mùa giải. Thanh Hóa vừa có thêm một điểm nữa sau tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Đoàn Thị Xuân. 23-22. Ở thời điểm này thì mỗi điểm số là vô cùng quan trọng.
Đường chuyền cho Đặng Thị Hồng. Pha tấn công tốt ở biên 4. Cú đánh chéo sân, bóng trong sân của Đặng Hồng. 23 đều. Chủ công Đinh Thị Thúy đã sẵn sàng để vào sân. Trọng tài xác định điểm dành cho Ninh Bình. Đó là một điểm ace. Ninh Bình là đội có set point trước. Nỗ lực cứu bóng không thành công của libero bên phía Thanh Hóa. Cầu phát bóng của Lưu Thị Huệ. Đường chuyền cho Đoàn Thị Xuân, pha tấn công tốt của Đoàn Xuân và Thanh Hóa đã cứu được set point. Tỷ số được san bằng 24 đều. Cơ hội chia đều cho cả hai đội trong set đấu này. Thanh Hóa có quyền phát bóng. Pha xử lý bước 1 không tốt của Warisara. Bích Tuyền. Cơ hội phản công cho Thanh Hóa. Lưu Giang Han, Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh đã có một pha ghép chắn rất hay. 25-24. Tình huống chắn bóng tốt của Bích Tuyền và Trinh Nguyễn đã ngăn chặn mũi công lợi hại Lưu Giang Han. Một cú đánh dội chắn của ngoại binh người Trung Quốc. Set point lần 2 cho Ninh Bình. Lưu Giang Han. Tình huống tấn công tốt. Lần này thì Lưu Giang Han đã ghi điểm. Tay đập người Trung Quốc là vận động viên sinh năm 1993, cao 1m88, thông số bật đà là 3m15 và bật chắn là 3m05. Đặng Hồng trở lại để tăng sức tấn công cho Ninh Bình. Chờ đợi tình huống phản công này. Đinh Thúy là người rời sân. Đường chuyền cho Đặng Thị Hồng, bỏ nhỏ. Hoàng Thị Thảo. Không có lỗi hai chạm của Ninh Bình. Treo bóng cho Lưu Giang Han. Warisara phòng thủ được. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho Thanh Hóa. Hoàng Thị Thảo. Lưu Giang Han cũng đã sẵn sàng vào đà để tấn công hàng sau ở tình huống vừa rồi. Lại là Hoàng Thị Thảo. Cơ hội vẫn chưa có điểm. Một loạt rally rất hấp dẫn. Lưu Giang Han. Và tấn công cực mạnh nhưng Warisara phòng thủ hay. Đây là Đặng Thị Hồng. Tuyệt vời. Một loạt bóng bền cực hay giữa hai đội kết thúc với điểm số dành cho LP Bank Ninh Bình. Hai tình huống đánh biên 4 của Hoàng Thị Thảo. Một cú đập bóng mạnh từ sau vạch 3m của Lưu Giang Han. Nhưng cũng không khuất phục được hàng thủ của Ninh Bình. Warisara đã phòng thủ hàng sau quá tốt ở tình huống này để tạo điều kiện cho Bích Tuyền tấn công. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Set point thứ 3 cho Ninh Bình. Hoàng Thị Thảo, pha đánh y có vẻ là một đường bóng trong sân. Trọng tài đã xác định điểm dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Hoàng Thị Thảo cũng đã ra dấu. LP Bank Ninh Bình khiếu nại bóng trong ngoài. Và giả sử tình huống này họ khiếu nại thành công thì có lẽ Thanh Hóa cũng sẽ tiếp tục đưa ra khiếu nại với block touch. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng ngoài rồi. Như vậy là Ninh Bình khiếu nại thành công. Nhưng Thanh Hóa có đưa ra challenge của mình hay không? Không có khiếu nại nào được đưa ra từ phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và set đấu thứ nhất đã khép lại với phần thắng dành cho LP Bank Ninh Bình.